Đi một chút để vơi đi vài cơn giận. Và có những lúc cái đầu lại nhanh hơn chân. Có nhiều điều thân mất dạy nên còn phải học. Và có những đóa hoa hồng thơm như cây cốc. Có suy nghĩ và bước đi đầy lưỡng lự. Có con tim lạc nhịp còn tương tư hỗn độn trong một viên. Có một chút bình yên, sự thay đổi bắt đầu từ cái định kiến. Chút ý đẹp về lời hay, giấc mơ cũ mình với tay đóng cho tàn và ngọn lửa vừa mới cháy. Thế giới này hiểu gì không hiểu, rồi đây vẫn ngồi đây giữa sương mù và đồi mây. Có một kẻ điên tình tìm được yên bình, và có những kẻ chiến binh tìm được thiền định tội lỗi chẳng cần biện minh. Có những thứ gọi là tiền định giờ, và có những thứ chẳng bao giờ đến phiên mình. Có những thứ mình có những thứ chỉ ngó xem. Baby anh không có giờ, baby anh không có nicotine, Korean, anh chưa thử Ayahuasca và vẫn còn chưa đập đá. Yusagia, Asin, GHB, 25 mi, Astamin. Có những thứ anh không có cũng chả sao, vì baby anh yêu em. Trắng và một cái đầu trống trải. Có giấc mơ dập dẻo như cứ sống mãi. Có những lúc mất kiểm soát và giây phút bình tĩnh lại. Có những điều mình đúng và cố thuyết phục là mình sai. Có mực mực để chết rồi lời nói thì vĩnh tay. Có những người nên chết con mẹ nó đi cho nó sạch cái hệ sinh thái. Có kẻ đúng chưa từng gặp phải cám dỗ. Có người sai biết sửa dâu ham hố đã bước qua ngày dài muộn màng mà lướt qua đây ải. Dù ánh mắt lắm thị phi chút cảm thông chẳng đáng gì. Có những điều chưa chắc là lạ lẫm phi. Đôi lúc là cái hay khi mình đạn chi đáng lý. Có một chút nuối tiếc nhưng đỡ rồi. Có những lúc đã hụt hơi thở vội và lỡ lời. Có những lúc mình dở hơi. Có những lúc mình tưởng rõ cuối cùng nghĩ ngỡ thôi. Và lại có nhiều điều mà chẳng thể nào mà nhớ nổi. Có sai lầm, có hối hận và dằn vặt. Có ly cà cao nóng để rửa tội. Tiền thì không nhiều nhưng đủ đi. Vấn đề cũng chả thiếu nhiều và đủ kiểu. Cuộc đời anh thì cũng phong phú và đầy đủ nhân vật yêu kèm. Baby về anh thiếu nicotine, cannabis, MDMA, cocaine, nấm, chất phổ, morning glory. Baby what's it, DMT, marceline, ketamine, heroin. Và cũng có thể anh thiếu thêm, và quan trọng nhất là anh thiếu em.